Xin chào các bạn Trong ba hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lòng đèn la bù bù xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân đèn nè Mình có gắn thêm đèn nhấp nháy ở bên trong ha La bù bù thì sẽ có rất là nhiều dạng Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Theo size lòng đèn này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức ha Tạo cho mình một nút từ đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 6 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Được 6 mũi rồi tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân thứ sáu, móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên và mũi thứ hai vào cùng chân móc ha, tức là mũi tăng á để không bị lạc mũi thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên nè còn lại năm chân móc kế tiếp thì móc cho mình bốn chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn mũi thứ nhất nè mũi thứ hai vào chân thứ ba mũi thứ ba vào chân thứ tư mũi thứ tư vào chân thứ năm khi có được bốn mũi móc đơn liên tiếp vào bốn chân còn lại một chân cuối cùng thì chân đó mình sẽ móc bốn mũi móc đơn vào cùng chân móc ha mũi thứ nhất ở đây mình sử dụng đen miêu cốt tông 125g và kim 2,5mm để móc nha khi có được 4 mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng đó rồi di chuyển kim đến cái đầu bên này mình sẽ móc tương đương ha bên cạnh móc mũi gì thì bây giờ mình sẽ móc mũi đó các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi móc đơn vào bốn chân khi móc nhớ dấu lên thừa nha mũi thứ hai nè mũi thứ ba và mũi thứ tư có được bốn mũi móc đơn mỗi chân rồi còn lại một chân cuối cùng thì ban đầu mình có móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình thêm hai mũi móc đơn nữa ha vào cùng chân móc cuối cùng này như vậy là ở cái chân móc cuối cùng này nó cũng có được bốn mũi bằng với cái góc đầu tiên ha kết thúc thì tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân của mũi đó móc một mũi dời khi kết thúc phòng thì nhớ kéo dài sợi len lên, lên nghiêng cái sợi len về đầu kim móc Cuốt thật mạnh lại cho cái mũi giờ của mình nhỏ lại sau đó kéo cái sợi len sát lại ha móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng đầu tiên tiếp tục đến vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai các bạn phải móc cho mình hai chân liên tiếp hai chân đầu tiên này mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng chân đầu tiên nè mũi tăng mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên ha Cương mũi tăng vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai tương tự cũng móc cho mình mũi tăng vào chân thứ hai. Có được hai mũi tăng vào hai chân rồi tiếp tục bốn chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Bốn chân này sẽ là bốn chân của bốn mũi móc đơn liên tiếp phía dưới ha. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Chân móc kế tiếp sẽ là bốn cái chân móc của bốn mũi mà mình móc vào cùng chân móc phía dưới. Bốn chân liên tiếp này mỗi chân móc cho mình mũi tăng ha. Mình sẽ có bốn mũi tăng liên tiếp vào bốn chân nè. Chân đầu tiên của bốn mũi đó nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc mũi tăng. Chân thứ ba cũng móc mũi tăng. Và chân thứ tư cũng móc mũi tăng. Có được bốn mũi tăng liên tiếp rồi ha, sẽ tạo cái độ bo cho cái phần mặt nè tiếp tục sẽ là bốn chân móc của bốn mũi móc đơn lẻ ở phía dưới này bốn chân này mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi thứ nhất mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân này là hai chân mà mình móc vào cùng chân móc phía dưới hai chân này mỗi chân móc cho mình mũi tăng ha chân kế cuối móc mũi tăng nè và chân cuối cùng cũng móc cho mình mũi tăng như vậy là ta sẽ kết thúc được vòng thứ hai ha đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời kéo dài sợi len nghiêng qua cái hướng cây cầm kim móc nè guốc lại sau đó kéo sát lại và móc lên một xích tiếp tục đến vòng móc kế tiếp thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình theo cụm móc nha chân đầu tiên móc một mũi móc đơn đường mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc mũi tăng như vậy là ở vòng móc thứ ba này mình sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn sau đó là mũi tăng móc tiếp tục cho mình thêm một cụm như vậy nữa cho hai chân móc kế tiếp một mũi đơn nè sau đó sẽ làm mũi tăng khi có được hai cụm liên tiếp ở cái vòng thứ ba này rồi thì kế tiếp sẽ là bốn chân móc của bốn mũi móc đơn lẻ mỗi chân móc một mũi móc đơn ta sẽ có bốn mũi móc đơn vào bốn chân ha mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư có được bốn mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của các cái mũi tăng phía dưới này nè móc cho mình bốn cụm liên tiếp như cái cụm đầu tiên ha một móc đơn sau đó là mũi tăng mình sẽ có được cụm đầu tiên ở cái phần bên này nè tiếp tục cụm thứ hai một đơn sau đó là mũi tăng ta được cụm thứ hai ha cụm thứ ba nè và tiếp tục cụm thứ tư sẽ nằm ở mũi tăng cuối cùng khi đã có được liên tiếp bốn cái cụm liên tiếp ở đây rồi nè thì tiếp tục bốn cái chân móc kế tiếp là bốn chân của bốn mũi móc đơn lẻ mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi thứ nhất mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư còn lại bốn chân móc cuối cùng thì bốn chân đó móc cho mình hai cụm liên tiếp ha. Tương tự giống như cái đầu bên này. Một mũi đơn, sau đó là mũi tăng. Ta được cụm đầu tiên ở góc này. Tiếp tục cụm thứ hai sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Sau khi hoàn tất được cái vòng móc thứ ba thì kết thúc cũng đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Rút lại sau đó lên một mũi móc xích. đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ của cụm ở hàng thứ ba lên một mũi thì các bạn sẽ để ý cho mình nè cụm ở hàng móc thứ ba của mình là một móc đơn sau đó là mũi tăng thì cái vòng móc kế tiếp mình tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi ở đây mình có một mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân chân đầu tiên một mũi chân thứ hai một mũi có được hai mũi móc đơn mỗi chân chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng tiếp tục móc cho mình tương tự cụm này cho ba chân kế tiếp hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng khi có được hai cụm liên tiếp rồi bốn chân kế tiếp cũng là bốn chân của bốn mũi móc đơn lẻ mà mình móc phía dưới nè mỗi chân móc một mũi móc đơn ha chân đầu tiên một mũi nè chân thứ hai một mũi chân thứ ba một mũi và chân thứ tư một mũi được bốn mũi móc đơn lẻ mỗi chân rồi thì chân kế tiếp là chân đầu tiên của cái cụm đầu tiên ở phía dưới các bạn sẽ móc cho mình bốn cụm liên tiếp như cụm đầu tiên ha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng mình sẽ có được cụm móc đầu tiên tương tự cho mình cho đến khi ta đạt được bốn cụm liên tiếp cụm móc thứ tư nè hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng như vậy là ta đã có được bốn cụm liên tiếp ha. Kế tiếp sẽ là bốn chân của bốn mũi móc đơn, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi thứ ba, mũi thứ tư. Còn lại các chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình hai cụm liên tiếp tương tự như những cái cụm đầu tiên ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó sẽ là mũi tăng. Mình có được cụm đầu tiên ở góc này ha, Tiếp tục cụm thứ hai sẽ nằm ở những chân móc cuối cùng. Hai móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng nè. Như vậy là ta sẽ kết thúc được vòng móc thứ tư ha. Đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời, rút lại và lên một xích. Thì đối với cái phần mặt của Labobo mình sẽ dừng lại ở độ rộng với bốn hàng móc như thế này. Khi mà mình đưa vào trong cái phần rọ mà mình sử dụng nó đã có được kích thước tương đương rồi ha. Các hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng size nữa. Thì khi móc kết thúc cái hàng móc thứ tư này mình tạo ra được tổng cộng là 40 chân móc. 40 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình sẽ có 40 mũi móc đơn vào 40 chân móc. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Dựa cho mình vào cái hàng tăng mũi ở bên trên, mình có 4 hàng tăng mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình nhiều hơn 4 hàng tăng mũi đó. Có thể móc 5 hoặc là 6 mũi hoặc là nhiều hơn tùy thích. Thì đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 6 cái hàng móc đều không tăng mũi Giúp cho cái phần đầu nó có cái độ sâu như thế này rồi Thì cái độ sâu này tùy ha, các bạn muốn cái phần đầu của mình nó rộng hơn Thì các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc hơn Bây giờ mình sẽ giảm mũi cho phần đầu của mình nó bo lại để giảm mũi thì ở 40 cái chân móc đó, các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được hai mũi móc đơn vào hai chân rồi, hai chân kế tiếp mình sẽ giảm mũi ha, chụm lại thành một mũi nè thì cách chậm như sau ta đâm kim vào chân thứ ba kéo len qua chân móc giữ nguyên cái vị trí này nè tiếp tục dùng kim đâm kim vào chân thứ tư kéo len sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ có được một mũi giảm ha và mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình thêm một cụm tương tự như vậy ở các chân kế tiếp nè mình sẽ móc hai mũi mỗi chân tương tự như cụm đầu tiên ha mũi thứ nhất mũi thứ hai được hai mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp giảm mũi đâm kim vào chân kế bên kéo lên chân kế tiếp kéo qua ba đường trên kim ta có được cụm thứ hai hoàn tất được hai cụm rồi bốn chân kế tiếp sẽ là bốn chân của bốn mũi móc đơn ở phía dưới nè thì móc cho mình bốn chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn ha mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư có được bốn mũi mỗi chân rồi thì tiếp tục từ chân móc kế bên các bạn sẽ móc cho mình bốn cụm liên tiếp như những cái cụm đầu tiên ha. Tức là hai mũi móc đơn sau đó là mũi giảm nè. Móc đơn thứ hai, sau đó sẽ là mũi giảm ở hai chân kế bên. Ta có được cụm đầu tiên ở cái phần bên này. Tiếp tục cụm thứ hai nè. Hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Ta có được cụm móc thứ hai. Hai mũi mỗi chân. Sau đó là mũi giảm ta có được cụm móc thứ ba tiếp tục hả ha? hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm ta sẽ có được cụm móc thứ tư khi hoàn tất được bốn cụm liên tiếp ở cái đầu bên này thì nó giúp cho cái phần đầu nó bo nhỏ lại ha bốn chân kế tiếp là bốn chân của bốn mũi móc đơn lẻ ở phía dưới mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư tiếp tục còn những chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc hai cụm liên tiếp như những cụm đầu tiên ha hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm đã có được cụm đầu tiên ở góc này tiếp tục cụm thứ hai sẽ nằm ở bốn chân móc cuối cùng ha hai móc đơn mỗi chân sau đó là mũi giảm ta hoàn tất được cái hàng móc giảm mũi nè kết thúc năm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời lên một mũi móc xích thì khi hoàn tất được hàng móc giảm mũi sẽ giúp cho cái phần đầu nó dần dần bo nhỏ lại hàng kế tiếp tiếp tục giảm mũi ha thì các bạn cũng giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi thay vì tăng mũi như cái phần mặt phía trước để giảm nè thì ở đây mình có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống còn một mũi mình sẽ móc chân đầu tiên một mũi nè được một mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm Ta sẽ đâm kim ha chân thứ nhất nè và chân thứ hai sau đó kéo lên qua ba đường trên kim thì như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này một mũi sau đó là mũi giảm các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình thêm một cụm như vậy nữa ở ba chân móc kế tiếp ha một móc đơn sau đó sẽ là mũi giảm khi mình đã có được tổng cộng là hai cụm liên tiếp rồi thì bốn chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn nó là bốn chân của bốn mũi móc đơn lẻ ở phía dưới nè mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư có được bốn mũi mỗi chân rồi từ chân móc kế tiếp mình sẽ móc bốn cụm liên tiếp giống như cái cụm đầu tiên tức là một móc đơn sau đó là mũi giảm ha một móc đơn nè sau đó sẽ là mũi giảm Ta có được cụm đầu tiên. Tiếp tục cụm thứ hai. Một móc đơn. Mũi giảm. Ta có cụm thứ hai nè. Một móc đơn. Mũi giảm. Mình sẽ có được cụm thứ ba. Tiếp tục cụm thứ tư ha. Một móc đơn. Sau đó là mũi giảm. Sau khi có được bốn cụm liên tiếp rồi thì bốn chân kế tiếp là bốn chân của bốn mũi móc đơn mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi nè chân thứ hai chân thứ ba và chân thứ tư còn lại những cái chân móc cuối cùng thì móc cho mình hai cụm liên tiếp như những cụm đầu tiên á tức là một móc đơn sau đó là mũi giảm nè một đơn sau đó là mũi giảm ta được cụm đầu tiên tiếp tục một đơn sau đó là mũi giảm ở hai chân cuối cùng ha ta có được cụm thứ hai. Mình sẽ hoàn tất được hàng giảm mũi thứ hai. Kết thúc nè. cuốc lại. Thì nó dần dần giảm nhỏ lại rồi nè. Hàng kế tiếp mình cũng tiếp tục giảm mũi cho nó nhỏ dần lại ha. Móc cho mình hai mũi giảm liên tiếp vào bốn chân. Chân đầu tiên nè. Móc mũi giảm chân đầu tiên và chân thứ hai ha. Tiếp tục chân thứ ba và chân thứ tư cũng móc mũi giảm khi có được hai mũi giảm liên tiếp bốn chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cũng là bốn chân của bốn mũi móc đơn lẻ ha mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi giảm liên tiếp vào tám cái chân liên tiếp này mũi giảm đầu tiên nè mũi giảm thứ hai tiếp tục mũi giảm thứ ba mũi giảm thứ tư khi hoàn tất cho mình được bốn mũi giảm liên tiếp vào tám cái chân móc phía dưới rồi bốn chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn bốn chân đó cũng là bốn mũi móc đơn lẻ ha mũi thứ ba và mũi thứ tư hoàn tất được bốn mũi móc đơn lẻ vào bốn chân rồi còn lại bốn chân cuối cùng móc cho mình hai cái mũi giảm liên tiếp mũi giảm thứ nhất nè mũi giảm thứ hai sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha Kết thúc đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên móc một mũi dời Guốc lại sau đó lên một xích Nó sẽ có được một cái độ rộng vừa phải như thế này ha Hàng kế tiếp mình cũng tiếp tục giảm mũi Các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên mình sẽ chụm mũi nè Móc cho mình mũi giảm đầu tiên Ở hai chân đầu tiên ha Sau khi được mũi giảm rồi bốn chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư hoàn tất được 4 mũi móc đơn vào bốn chân rồi bốn chân kế tiếp móc cho mình hai mũi giảm liên tiếp hai mũi giảm liên tiếp vào bốn chân này ha mũi giảm đầu tiên nè tiếp tục mũi giảm thứ hai có được hai mũi giảm rồi bốn chân kế tiếp là bốn chân của bốn mũi móc đơn lẻ mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi thứ nhất mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư còn lại hai chân móc cuối cùng thì móc một mũi giảm ở hai chân cuối cùng này kết thúc đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên móc một mũi dời Lúc này các bạn sẽ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại Sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha Khi cái phần đầu của mình nó đã có được cái khoảng trống vừa đủ này Các bạn sẽ dùng gòn mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần đầu của labu mình được cứng cáp hơn Nhồi gòn vào thì canh chỉnh cho cái phần gòn của mình nó dàn đều lại ha Ta sẽ có được phần đầu của labu bu Bây giờ mình sẽ khóa lại cho cái khoảng trống đó nó nhỏ lại Xỏ sợi len vào trong kim khâu thì ban đầu mình có một mũi giảm và cuối cùng mình có một mũi giảm thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào những cái đường móc bên ngoài của các cái chân móc này ha chân của mũi giảm cuối cùng với chân của mũi giảm đầu tiên mình sẽ khâu lại nè sau đó lần lượt ha bốn chân của bốn mũi móc đơn và hai cái mũi giảm cuối cùng khâu cho mình cho đến hết Sau khi khâu hoàn tất thì giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc và canh chỉnh cho phần đầu nó được đều lại nè. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần đầu của Labubu ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân ở phía sau. Thì đối với cái phần thân phía sau mình sử dụng len bông xù cho nên nó sẽ hơi khó thấy mũi móc ha. Ở đây mình sẽ sử dụng len bông xù với mát cô gái và kim 3,5mm để móc. Đối với công thức của cái phần thân ở phía sau nè Các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như công thức ở cái phần mà mình vừa móc cái đầu bên trong á Nhưng mà ở cái phần đầu mình có tăng tổng cộng là 4 hàng móc Do cái chất len bông xù nó sẽ to hơn so với cái sợi len này Cho nên á, ở cái phần thân sau các bạn sẽ móc cho mình ít hơn cái hàng tăng mũi ở phần đầu bên trong Khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 3 hàng móc tăng mũi khi đã có được cái độ rộng như thế này rồi các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều không tăng mũi Sao cho nó có cái độ rộng khi mà mình đưa cái phần đầu vào nè Nó sẽ gần sát với cái phần mặt phía trước ha Mình sẽ móc tổng cộng là 4 hàng móc đều cho cái phần thân sau Thì sau khi hoàn tất được 4 hàng móc đều đó Bây giờ mình sẽ giảm cho mình một hàng móc để mình bo lại cái phần mặt Để giảm mũi thì dựa cho mình vào hàng tăng mũi cuối cùng ở bên trên thì đối với cái phần bông xù ở phía ngoài Mình dừng lại ở công thức của hàng thứ ba ở phần thân trong nè Một móc đơn sau đó là mũi tăng ha Thì bây giờ B cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống Chân đầu tiên sẽ móc cho mình mũi móc đơn Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi hai chân móc kế tiếp móc cho mình mũi giảm ha Lẽ bông xù sẽ hơi khó thấy mũi móc nên có thể đánh dấu vào chân đầu tiên nè Sau đó sẽ là mũi giảm ở hai chân kế bên nó sẽ theo công thức của hàng giảm mũi thứ hai ở cái phần thân trong ha khi có được một cụm rồi tiếp tục làm tương tự cho mình giống như công thức của hàng giảm mũi thứ hai nè, mình có để công thức trên màn hình ha. Thì nó sẽ giúp cho cái phần thân sau ôm sát vào phần đầu nè. Sau khi đã hoàn tất cho mình được hàng giảm mũi rồi, kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn có thể cắt cho mình một đoạn đen vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong cái phần đầu hoặc là nếu không thích các bạn có thể dùng keo mà mình đính lại ha Thì khi đính lại mình sẽ không cần phải cắt cái đoạn len dài đâu Cắt một đoạn len vừa đủ thôi Sau đó đưa cái phần lòng mặt ở bên trong vào Canh chỉnh lại cho đều thì ta sẽ hoàn tất được phần đầu nè Bây giờ mình sẽ móc phần tai ha Đối với phần tai thì sẽ có một lòng trong và một lòng phía ngoài Các bạn sẽ tạo cho mình một nút với 10 mũi móc xích ha Hoặc là tùy vào những bạn nào mà tăng size thì có thể móc nhiều hơn Tùy vào cái chiều cao của phần tai mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, tám, chín và mười. Khi đã có cho mình được 10 mũi móc xích rồi, khi mà mình có được cái độ dài này rồi ha, đo cho mình vào cái phần đầu nè, nó sẽ có được cái độ cao gần bằng cho với cái phần tai rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái hàng tiếp theo ha. Móc lên một mũi móc xích. Chân móc thứ 10 sẽ móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân thứ 10, tiếp tục chính chân kế tiếp thì móc cho mình thêm 8 mũi móc đơn vào 8 chân ha ta có móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba khi có được chín mũi móc đơn vào chính chân còn lại chân móc cuối cùng thì chân đó móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc móc đơn thứ nhất mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba khi có được 3 mũi móc đơn vào chân cuối cùng này rồi di chuyển kim đến chính chân còn lại mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn khi móc cũng nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Ta có móc đơn lẻ đầu tiên nè. Tiếp tục móc đơn lẻ thứ hai. Sau khi hoàn tất cho mình được đến cuối hàng rồi ta sẽ có được một cái lòng bên trong như thế này. Đối với cái lòng bên trong các bạn có thể đổi màu ha hoặc là mình có thể sử dụng một màu cũng được. Đến hàng thứ hai thì móc lên một xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại thì chính chân liên tiếp của chính cái mũi móc đơn lẻ, e. mỗi chân móc một mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ hai nè. Hoàn tất được chín mũi móc đơn liên tiếp vào chín chân rồi. Thì chân móc kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của ba mũi mình móc vào cùng chân móc. Thì ba chân liên tiếp đó mỗi chân móc cho mình mũi tăng. Đây. Chân đầu tiên của ba mũi đó ha, móc mũi tăng nè tiếp tục chân thứ hai cũng móc mũi tăng và chân thứ ba cũng móc mũi tăng có được 3 mũi tăng liên tiếp vào ba chân đó rồi thì còn lại chính chân móc mỗi chân móc một mũi móc đơn ha sau khi móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích ta sẽ có được cái lòng trong của phần tai rồi nè cắt len đi ha sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ta sẽ hoàn tất được lòng bên trong các những cái đoạn len thừa đi nè Bây giờ mình sẽ móc cái phần à, à, ở bên ngoài ha. Bên ngoài thì mình sẽ sử dụng len bông xù nè, các bạn có thể nhìn theo công thức và mình làm nó sẽ dễ hơn ha. Tiếp tục sử dụng kim 3,5 mm và len bông xù, tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích sao cho nó có cái chiều cao cao bằng hoặc là hơn một tí so với cái lòng bên trong ha. Thì đối với size này và kim này mình sẽ móc lên tổng cộng là 7 mũi móc xích. Mũi móc đầu tiên, mũi thứ hai, 3, 4, 5, 6 và 7. Có được 7 mũi rồi nè, mình sẽ đo vào cái phần lòng bên trong ha. Nó có được một cái chiều cao bằng với cái lòng bên trong rồi nè. Thì đối với phần len bông xù mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để mình móc. Móc lên 3 mũi móc xích chân móc thứ bảy móc một mũi kép đơn sau đó tiếp tục móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại và chừa chân móc cuối cùng ha mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi hoàn tất được tổng cộng là 6 mũi kép đơn vào 6 chân liên tiếp thì còn lại một chân cuối cùng chân đó các bạn sẽ tạo cái độ bo cho phần tay móc cho mình vào đó 7 mũi kép đơn cùng chân móc ở chân cuối cùng này ha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai cũng vào cùng chân móc luôn kép đơn thứ ba tiếp tục mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy khi có được 7 mũi kép đơn liên tiếp vào chân cuối cùng đó rồi mình di chuyển kim đến các chân bên này mình có 6 mũi kép đơn vào 6 chân ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó kết thúc cái phần tay này cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ta sẽ hoàn tất được mẫu tay như thế này mình sẽ sử dụng keo nến để mình đính cố định cái lòng trong vào cái lòng bên ngoài ha bôi cho mình một ít keo ở cái viên phía dưới sau đó mình sẽ ịn lại nó sát với cái phần góc của tay bông xù nè dán cố định lại sau đó các bạn tiếp tục đẩy cho mình các cái mũi móc cho nó đều lại và mình sẽ bôi keo tiếp tục ở cái mặt còn lại nè bôi keo ở cái phần còn lại của cái lòng trong ha khi bôi keo hoàn tất rồi thì canh chỉnh cho mũi móc nó đều và thẳng lại sau đó các bạn sẽ định cho mình hai mặt lại với nhau thì việc mình sử dụng keo nến nó sẽ giúp cho cái phần tay của mình nó cứng cáp hơn là khi mà mình khâu ha các bạn có thể dùng keo nến cho nó đứng cứng cáp hơn nè ta sẽ có được cái phần tay như thế này sau khi hoàn tất được phần tay rồi xỏ sợi len vào trong kim khâu phần tay thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ cái chân móc mà mình kết thúc đâm kim qua cái chân móc đối diện mình sẽ khâu theo cái chiều này ha gấp đôi ở phía dưới lại sau đó canh chỉnh ở cái phần đầu nè các bạn sẽ khâu cho mình ở cái điểm tương đương để cho cái phần tay của mình nó cân đối thì cách khâu cũng giống như là cách các bạn khâu vá đồ thôi ha mình đâm kim vào những cái chân móc tương ứng với nhau Sau đó mình khâu lại Sau khi khâu hoàn tất được một tay rồi tiếp tục tay còn lại các bạn cũng khâu tương tự cho mình ha Như vậy là ta sẽ có được tay của Labubu như thế này đưa vào trong thân của cái rọ nè đây nó sẽ có được một cái chiều cao như thế này ha bây giờ mình sẽ móc cái đáy phía dưới tiếp tục sử dụng len bông xô với kim 3,5 mm tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 13 mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nhớ đánh dấu vào chân của mũi kép đơn đầu tiên để mình không bị lạc mũi ha tiếp tục mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư sau khi hoàn tất được tổng cộng là 13 mũi kép đơn thì kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời móc lên hai mũi móc xích nắm sợi len ngắn phía sau guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại ta hoàn tất được vòng đầu tiên vòng thứ hai sẽ có 13 chân của vòng đầu tiên móc cho mình mỗi chân là mũi tăng ha mũi tăng tức là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc kép đơn đầu tiên nè đánh dấu vào chân đầu tiên tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cũng vào cùng chân móc đầu tiên đó luôn sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại ha ta sẽ có được 13 mũi tăng kép đơn thứ nhất nè kép đơn thứ hai vào chân thứ hai sau khi hoàn tất cho mình được 13 mũi tăng liên tiếp nó sẽ có cái độ rộng như thế này kết thúc ha đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai mũi móc xích. Thì cái phần đáy của mình nó sẽ có cái độ rộng khi mình đưa cái phần rọ vào nè. Nó đã bằng với lại cái độ rộng của phần rọ rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ móc thêm một hàng nữa để tăng mũi. Ở hàng móc tăng mũi thứ ba này các bạn sẽ móc cho mình cụm móc là một mũi móc kép đơn và một mũi tăng. Cho nó có cái độ rộng ra so với cái phần rọ ha. Thì chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng kiếp đơn tăng ha ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối mình sẽ có được tổng cộng là 13 cụm ha một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc ta có cụm thứ hai hoàn tất được đến cuối ha được 13 cụm móc thì móc lên một buổi móc xích khi mà mình đặt cái phần này vào trong cái phần rộng của mình nó sẽ có được một cái độ rộng rộng hơn so với cái phần rộng. Bây giờ mình sẽ móc thêm một hàng mũi đơn để cho cái phần đáy nó có cái độ cao hơn nè. Lúc này ở cái phần đáy của mình hoàn tất với 39 mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình 39 mũi móc đơn vào 39 chân móc đó ha. Khi hoàn tất rồi thì móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó mình cắt một đoạn len vừa đủ dài. Các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài, ta sẽ có được cái phần đáy như thế này. Còn đây là cái mẫu rọ mà mình sử dụng nè, nó sẽ có cái đường chính phía dưới tầm khoảng 6 cm. Và cái dây led của mình sẽ tầm khoảng 1 m ha. Các bạn sẽ xỏ cho mình một đầu của cái sợi dây led vào giữa của cái phần rọ nè. Canh chỉnh cho mình cái phần rọ ha. Nằm chính giữa. Sau đó luồn lên cái lỗ ở bên trên ha khi các bạn luôn sát cho cái công tắc của mình nó nằm sát rồi nè thì các bạn sẽ quấn cho mình một hai vòng để mình cố định lại được cái công tắc của mình ở đây còn lại cái đoạn dây led ở bên ngoài các bạn sẽ luôn tiếp vào bên trong cho mình vào cái khoảng mà mình vừa luồn ra ha thì bây giờ mình luồn vào đây là cái đoạn dây led của mình nè để cho cái phần đèn của mình nó được dàn đều ở trong cái phần rọ nó không có bị xê xích ha thì các bạn sử dụng cho mình những cái ngón tay á hoặc là sử dụng cho mình một cái vật tròn mình sẽ quấn đều ta sẽ có được một cái phần giống như lò xo như thế này các bạn sẽ đưa vào bên trong cái phần rọ của mình ha sau đó mình sẽ đẩy nắp rọ lại Như vậy là ta sẽ có được cái phần đèn dàn đều ở bên trong phần rọ nè. Đây công tắc nó sẽ nằm ở phía ngoài ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần đèn vào trong rọ rồi, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu cũng được hoặc là mình có thể sử dụng keo ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình súng bắn keo. Mình sẽ úp ngược cái mặt trong vào bên trong nè, cái mặt trong của cái phần đáy. Sau đó mình sẽ bôi keo ở phía dưới đáy của rọ. Bôi keo dàn đều ha. Khi các bạn đã bôi cho mình được keo ở phần đáy của rọ rồi, mình sẽ ịn cái phần này cái phần công tắc nó sẽ nằm ở phía của cái sợi len thừa mình chưa ra ở phần đáy ha. Sau đó các bạn sẽ định vô. đây dán lại ha, dán cố định lại thì ta sẽ có được cái phần đáy của lòng đèn như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần tay ở phía trước ha. tạo cho mình một vòng tròn, mình sẽ sử dụng len miu cốt tông để móc cái phần tay trước. móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của cái mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Nhớ gút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất với 6 mũi đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là mũi tăng. Mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Chân đầu tiên mũi tăng ha, làm tương tự cho năm chân còn lại. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng. Chân thứ ba tương tự, móc mũi tăng. Chân thứ tư, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm tương tự ha. Và chân thứ sáu cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Hoàn tất được vòng móc thứ hai, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời, vuốt lại sau đó lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai hoàn tất sẽ tạo ra tổng cộng là 12 mũi móc đơn, có 12 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 12 mũi móc đơn vào 12 chân. Mũi thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm. Sau khi móc đến cuối thì đâm kim kết thúc ha. Móc lên một xích thì cái phần tay nó sẽ có một cái độ sâu như thế này rồi thì hàng kế tiếp mình sẽ bo lại để mình kết thúc cái phần này. 12 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp sáu mũi giảm ha. Mũi giảm thì ta đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp nè. Vào hai chân móc liên tiếp. Sau đó kéo lên qua ba đường trên kim, mình sẽ được cái mũi giảm đầu tiên ha. Tiếp tục mũi giảm thứ hai sẽ nằm ở hai chân kế tiếp. Móc cho mình liên tiếp sáu mũi giảm vào 12 chân đó nha. Đâm kim nè tiếp tục đâm kim và kéo len sau đó kéo qua ba đường trên kim ta có được mũi giảm thứ hai sau khi hoàn tất cho mình được đến mũi giảm thứ sáu thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong trước sau đó mình mới kết thúc đâm kim vào chân mũi chậm đầu tiên ha móc một mũi dời vào đây mình sẽ kéo dài sợi len và cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó sử dụng kim khâu mình xỏ sợi len này vào trong kim khâu và mình sẽ khâu bít lại cái khoảng trống mà mình vừa tạo ha mình có 6 mũi chậm sẽ tạo ra 6 chân ta lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài của 6 chân đó chân thứ nhất nè tiếp tục từ ngoài vào trong chân thứ hai ha, vào đường móc bên ngoài. Chân thứ ba nè. Chân thứ tư. Chân thứ năm. Và chân thứ sáu. Sau đó gút thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại và dấu đen thừa vào trong. Như vậy ta sẽ hoàn tất được cái phần tay như thế này. Các bạn khoan hãy cắt len thừa ha, mình sử dụng cái đoạn len này mình giữ cái họa tiết của mình nè. Sau đó sử dụng keo nến các bạn sẽ bôi keo cho mình mình sẽ bôi keo một đỉnh trước sau đó mình sử dụng cái sợi len bông xù á các bạn sẽ dán lại thì do mình sử dụng len bông xù nó sẽ hơi khó thấy mũi móc cho nên mình sẽ sử dụng len miêu mình móc trước sau đó mình dán cái phần len bông xù ở phía ngoài thì họa tiết của mình nó cũng tương tự giống như là cách mà mình sử dụng len bông xù để móc thôi ha các bạn sẽ dán cho mình cho đến hết cái phần tay này Khi đã dán hoàn tất rồi thì canh chỉnh cho cái phần tay của mình nó tròn đều lại. Ta sẽ có được cái phần tay như thế này ha. Các bạn sẽ móc cho mình hai tay tương tự. Tay thì mình sẽ đến ở phía trước của cái phần rọ nè. Bây giờ mình sẽ móc phần đuôi ha. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Phần đuôi thì mình sẽ móc 5 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên này. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, móc đơn thứ tư và móc đơn thứ năm khi có được 5 mũi rồi đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời và nhớ guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha khi kết thúc thì nhớ kéo dài sợi len sau đó mình guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại móc lên một mũi móc xích thì cái vòng đầu tiên của mình hoàn tất sẽ có 5 chân móc cho vòng thứ hai năm chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình ở vòng thứ hai hai chân đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng đầu ha móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên và chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn được hai mũi móc đơn vào mỗi chân rồi chân thứ ba sẽ móc cho mình ba mũi móc đơn cùng chân móc mũi đầu tiên nè mũi thứ hai và mũi thứ ba các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân nằm chính giữa của ba mũi đó còn lại hai chân móc, chân thứ tư và chân thứ năm thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Hoàn tất được vòng thứ hai kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một dời. Buốt lại cho mũi dời nhỏ lại. Lên một xích. Đến vòng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cái chân mà mình đánh dấu ha. Thì lúc này mình sẽ có ba mũi móc đơn vào ba chân nè. Chân đầu tiên chân thứ hai, chân thứ ba. Đến cái chân mà mình đánh dấu thì chân mình đánh dấu móc cho mình ba mũi móc đơn vào cái chân móc đó ha. Vào cùng chân móc. Mũi đầu tiên nè, à. mũi thứ hai và mũi thứ ba. Khi có được ba mũi rồi đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa. Còn lại các chân móc cuối cùng thì mỗi chân móc một mũi móc đơn, lúc này mình sẽ có ba mũi móc đơn vào ba chân ha. ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ ba nè kết thúc vòng sau đó móc lên một xích và các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn đến cái chân mà mình đánh dấu thì móc vào đó ba mũi móc đơn nhớ đánh dấu vào chân nằm chính giữa ha móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa phần đuôi thì mình sẽ tăng mũi ở tầm khoảng 10 hàng móc nó phải có một cái độ sâu như thế này ha bằng ở phía dưới và dần dần cao lên ở phía trên các bạn tiếp tục bôi keo cho mình giống như là cái phần tay Sau đó mình sẽ dán cái phần len bông xù ở phía ngoài Khi dán len bông xù thì nhớ đừng có kéo căng sợi len bông xù quá ha Ta hoàn tất được cái phần đuôi như thế này Mình sẽ khâu cái phần đuôi này vào trong phần rọ nè Xỏ cái sợi len thừa ở cái phần đáy vào trong kim khâu ha Phần công tắc này mình sẽ giấu ở bên trong của đuôi Công tắc sẽ giấu bên trong của đuôi ha Các bạn sẽ khâu phần đuôi vào trước các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mình kết thúc của cái phần đuôi Tức là cái phần đáy của đuôi ha Sau đó mình sẽ khâu 1 phần tư của cái kích thước vòng tròn của phần đuôi mà mình có nè Khâu cho mình 1 phần tư với lại cái vòng cuối cùng ở cái phần đáy rọ Các bạn sẽ khâu tương tự giống như là cách mình khâu đồ thôi ha Khâu 1 phần tư cái vòng tròn của phần đuôi hoặc là hơn 1 phần tư chút xíu khi mình khâu thì ở cái phần đuôi mình đâm kim vào các cái chân móc của cái len miêu của tông á Để mình che đi được cái đoạn len ở bên trong ha Khâu cho mình hơn 1 phần tư của cái vòng tròn ở đuôi nha Khi khâu thì nhớ gút lại cho cái đường khâu của mình sát lại nè Khâu được 1 phần tư hoặc hơn 1 phần tư của đuôi rồi các bạn tiếp tục khâu cho mình cái phần đuôi Thì mình sẽ khâu từ trong ra ngoài vào các cái mũi móc của cái len miu nè của cái phần đuôi mà mình móc á để mình giấu đi cái phần mà mình móc đó ha các bạn sẽ khâu và chừa cho mình hơn 1 phần tư còn lại thì một hơn 1 phần tư đó mình sẽ khâu ở bên trong cái phần đáy của rọ ha công tắc của mình nè mình sẽ luồn vào bên trong phần đuôi sau đó mình sẽ khâu hơn một phần tư còn lại của cái đường kính ở phần đuôi với lại cái phần đáy rọ khâu hoàn tất rồi thì giấu len ha. Như vậy là khi mà mình bấm cái phần đuôi ấn nhẹ vào cái công tắc này thì cái phần rọ của mình nó sẽ sáng đèn lên. Tiếp tục sử dụng cho mình súng bắn keo mình sẽ bôi cái miệng của rọ. Các bạn sẽ đính cho mình cái phần đầu cố định vào ha. Phần đuôi nó sẽ nằm ở phía sau ha. Các bạn canh chỉnh cho mình cái đầu cho nó cân lại, cân đối giữ im một chút để cho cái keo của mình nó khô lại ha để cố định lại được cái phần đầu nè sau khi đến hoàn tất được phần đầu rồi tiếp tục các bạn sẽ đến cho mình hai chân trước thì hai chân trước các bạn sẽ chia cho mình cái khoảng cách nó nằm ở hai bên của đầu ha mình cũng sử dụng keo các bạn sẽ bôi cho mình hai cái phần keo ở hai bên nè đến cố định lại nè đến thì nhớ giữ một khoảng thời gian ngắn ha để cho keo khô lại sau đó tiếp tục đến cho cái phần tay còn lại như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần tay ha cũng như là đến cố định các cái họa tiết cho phần lòng đèn của mình rồi ta có thể sử dụng thêm son môi hoặc là phấn má hồng hoa mình đánh ở chính giữa đường của cái phần tay này giúp cho phần tay của mình nó có điểm nhấn hơn một điểm cần lưu ý ở cái phần đuôi là khi các bạn khâu hơn một nửa của cái phần đuôi vào bên trong cái phần đáy rõ rồi Thì gần một nửa cái đoạn còn lại ở bên trên mình sẽ không khâu ha Mình sẽ để nguyên vị trí đó Thì khi mà mình luồn cái phần công tắc vào nó sẽ giữ cố định lại Các bạn có thể mở ra để mình có thể thay pin ha Đây, ta sẽ có được một cái công tắc như thế này Ấn nhẹ vào là cái đèn của mình nó sẽ sáng lên ha Nó che được cái khuyết điểm công tắc của mình nè Bây giờ mình sẽ trang trí phần mặt. Mặt thì các bạn sẽ sử dụng cho mình những cái tấm nỉ nè. Mình sẽ à, cắt hai con mắt. Mắt thì mình sẽ cắt theo dạng oval ha. Trang trí ở hai bên nè. Chiều cao của phần mắt thì sẽ tầm khoảng á, cao 2 cm và ngang khoảng tầm 1,5 cm ha. Ta có được hai phần mắt. Còn cái mắt đen ở bên trong các bạn có thể sử dụng cho mình mắt oval cũng được hoặc là mắt tròn cũng được với cái đường kính tầm khoảng 1cm mình sẽ đặt vào bên trong của mắt sau đó tiếp tục các bạn sẽ cắt cho mình những cái họa tiết tam giác nhỏ mình sẽ cắt khoảng tam giác cân để mình tạo cái phần răng nè các bạn sẽ đính cho mình ở cái hàng phía dưới đều một hàng móc nha đến cái phần răng vào mình có thể sử dụng keo nến để mình đến cố định lại nha còn phần mũi thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình mũi có đường kính tầm khoảng 1cm để mình đính vào chính giữa Hoặc là nếu cái mũi này hơi to các bạn có thể sử dụng len và mình khâu lại ha theo họa tiết tam giác ở chính giữa của hai mắt Khi đã đến được hoàn tất các cái họa tiết lên trên mặt rồi thì các bạn sẽ tiếp tục sử dụng len màu đen Mình sẽ giấu một đoạn len ở đầu của cái phần khóe miệng nè Sau đó mình sẽ khâu tạo cái đường khóe miệng ha Tâm kim vào chân móc bên cạnh nè sau đó đâm kim lên chân móc bên trên cùng một hàng móc ha mình sẽ đâm kim vào cùng một hàng móc kéo lên một đoạn vừa phải sau đó lùi về cái chân móc ban đầu mà mình đâm kim lên đâm xuống sau đó đâm kim qua chân móc kế tiếp cứ làm như vậy lần lượt cho mình ha đâm ngược lại về chân móc vừa đâm lên sau đó đâm kim qua chân móc kế tiếp các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết cái phần răng luôn như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần mặt của la bu bu ha Bây giờ mình sẽ móc cái sợi dây treo cho cái lồng đèn của mình Tạo cho mình một nút trừ một đoạn len vừa đủ dài ha Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó có chiều dài khi mình gấp lại Nó cao bằng với phần tay hoặc là hơn phần tay một chút ha Mình móc lên tổng cộng là 20 mũi móc nè Khi có được cái độ dài của đoạn xích rồi thì các bạn kéo dài sợi len sau đó cắt len Cũng cắt một đoạn vừa đủ dài mình sẽ xỏ cái phần xích này vào bên trong của phần đầu ha tùy vào cái tư thế của lòng đèn mình với cái phần kén cá, các bạn có thể đâm kim cho mình nằm ngang giữa hai tay hoặc là có thể đâm kim thẳng ha giữa hai tay cũng được sau đó mình sẽ cột quốc ở hai cái mũi móc xích đầu tiên khi cột hoàn tất rồi mình sẽ kéo và giấu cái đoạn mà mình vừa gút lại nè giấu cái đoạn này vào bên trong cái phần thân của đầu á đây mình sẽ kéo như thế này lại thì cái phần nút của mình nó sẽ được giấu vào bên trong ha. Ta sẽ hoàn tất được một cái sợi dây đeo như thế này. Cái phần kén của mình nó sẽ có một cái khoảng hở ở cái vòng tròn. Mình sẽ luôn cái sợi dây đeo vào cái khoảng hở đó, ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu lòng đèn lavabo xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc là mình có thể phối những cái chú labubu khác vào đây cho cái họa tiết của mình thêm xinh xắn hơn. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.